Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight cùng với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, ngày thứ Tư 15 tháng 3 năm 2023. Bây giờ là các bản tin chính. Cổ phiếu của ngân hàng Credit Suisse của Thụy Điển giảm 20% do Ả Rập Saudi không tài trợ thêm. Nga sẽ không thể thu thập bất kỳ thông tin tình báo giá trị nào trong xác chiếc máy bay tự động bị rơi tại Hắc Hải. Bức tranh kinh tế Hoa Kỳ hỗn hợp trong bối cảnh các ngân hàng khu vực sụp đổ. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh về các nỗ lực giảm giá thành các loại thuốc theo toa. Cơ quan EPA hoàn thiện quy định môi trường về nhà máy điện. Hội nghị FAA bàn về an toàn hàng không sau một loạt các vụ máy bay suýt va chạm. Danh sách thực phẩm bị ô nhiễm nhất của năm 2023. Công ty Honda thu hồi gần 450.000 chiếc xe vì dây an toàn. Và đó là tất cả những bản tin lần được chúng tôi sẽ gửi đến cùng quý vị. Bây giờ thì Thanh Thảo sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên liên quan đến việc cổ phiếu của ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã giảm tới 20% do Ả Rập Saudi đã không tài trợ thêm. Cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse đã giảm 20% vào ngày thứ Tư khi nhà đầu tư Ả Rập Saudi loại trừ việc tăng thêm tiền tài trợ. Ả Rập Saudi là cổ đông lớn nhất của ngân hàng và đã từ chối cung cấp thêm bất cứ khoản tài trợ nào cho ngân hàng Thụy Sĩ đang gặp khó khăn này. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ không tăng cổ phần của mình trong ngân hàng Credit Suisse. Ông Ammar Al-Khudairi đã nói rằng câu trả lời là hoàn toàn không vì nhiều lý do. Tôi sẽ viện dẫn lý do đơn giản nhất, đó là quy định và luật định. Chúng tôi hiện sở hữu 9.8% cổ phần của ngân hàng. Nếu chúng tôi vượt quá 10% thì tất cả các loại quy tắc mới sẽ có hiệu lực, cho dù đó là bởi cơ quan quản lý của chúng tôi, hoặc là cơ quan quản lý Âu Châu, hoặc cơ quan quản lý Thụy Sĩ. Chúng tôi không có ý định tham gia vào một quy chế quản lý mới. Ông Ammar Al-Khudairi cũng đã đưa ra bình luận tương tự với hãng thông tấn Reuters bên lề một hội nghị ở Riyadh, Ả Rập Saudi, và ông cũng nói rằng ông hài lòng với kế hoạch chuyển đổi và không nghĩ rằng ngân hàng Thụy Sĩ này sẽ cần thêm tiền vì đó là một ngân hàng rất mạnh và họ đang hoạt động dưới một quy chế quản lý mạnh mẽ tại Thụy Sĩ và các quốc gia khác. Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho Credit Suisse sau khi cổ phiếu của công ty này đã giảm tới 30%. Ngân hàng này là ngân hàng cho vay lớn thứ nhì của đất nước Thụy Sĩ. Trong một tuyên bố chung với cơ quan quản lý thị trường tài chính Thụy Sĩ là FINMA, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ SNB cho biết Credit Suisse đã đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng có tầm quan trọng đối với hệ thống tài chính rộng lớn hơn và nếu cần, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ cung cấp thanh khoản cho Credit Suisse. Đã nhìn thấy sự thất bại của ngân hàng Silicon Valley tại Hoa Kỳ vào tuần trước, các nhà đầu tư đã bán phá giá cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ đang gặp khó khăn này vào đầu ngày thứ Tư, khiến cho chúng giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục mới. Trong tuyên bố của mình, các nhà chức trách Thụy Sĩ nói rằng các vấn đề của một số ngân hàng tại Mỹ không gây nguy cơ lan rộng trực tiếp cho thị trường tài chính Thụy Sĩ. Cổ phiếu của Credit Suisse được giao dịch giảm gần 22% tại Zurich vào ngày thứ Tư, và ngân hàng Credit Suisse đã từ chối đưa ra bình luận. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin Thanh Thảo vừa đưa thì một ngân hàng của Vương quốc Anh đã cho biết rằng họ sẽ có những biện pháp đồng thời sẽ giám sát chặt chẽ những rắc rối hiện nay của Credit Suisse. Ngân hàng Anh này đã liên lạc với chính quyền Thụy Sĩ và kể cả bản thân ngân hàng Credit Suisse về cuộc khủng hoảng. Các nhà quản lý Thụy Sĩ cho biết là họ sẵn sàng cũng sẽ can thiệp để giúp đỡ gã khổng lồ ngân hàng đang gặp khó khăn nếu cần thiết để có thể có được cái sự thanh khoản và làm giảm bớt cái sự hoảng loạn của khách hàng nếu có. Trở lại với phần tin, thưa quý vị, thì trong ngày hôm nay liên quan đến vụ chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã bị hai phản lực cơ chiến đấu của Nga chèn áp và đã bị rơi xuống Hắc Hải. Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Mark Milley đã đồng tổ chức một cuộc họp báo sau khi một chiếc máy bay phản lực của Nga va chạm với một chiếc máy bay không người lái của Mỹ trên Hắc Hải. Tôi đã vừa nói chuyện điện thoại với người đồng cấp Nga, Bộ trưởng Shoigu, và như tôi đã tuyên bố nhiều lần, điều quan trọng là các cường quốc cần phải tạo ra một hình mẫu của sự minh bạch và thông tin liên lạc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói. Cùng với tướng Milley nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay và hoạt động bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là tướng Mark Milley thì cho biết vào ngày hôm nay 15 tháng 3, Hoa Kỳ đã thực hiện một số các biện pháp giảm thiểu để có thể bảo đảm là không có bất kỳ tin tức tình báo có giá trị nào về chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi của Hoa Kỳ mà Nga có thể sử dụng, đứng trước việc là Moscow có thể sẽ thu hồi các mảnh vỡ này tại khu vực biển Hắc Hải. Sau khi Washington cho biết là một máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với chiếc máy bay không người lái, thì quan chức hàng đầu của Nga cho biết vào ngày thứ Tư là Nga có thể sẽ trục vớt xác của chiếc máy bay này. Tuy nhiên, theo những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và kể cả Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ ông Mark Milley, thì là chiếc máy bay này nó đã vỡ tan khi chạm vào mặt nước của Hắc Hải. Và ông nói rằng, thành thật mà nói, có lẽ nó sẽ không thể được phục hồi, tuy đây là tài sản của Hoa Kỳ. Theo một quan chức Hoa Kỳ thì người Nga đã tìm đến địa điểm của các mảnh vỡ này trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua. CBS News đã cho biết tin tức này. Đồng thời, vị này cũng nói rằng người Nga có thể sẽ thu thập được một số mảnh vỡ, chẳng hạn như những khối kim loại. Tướng Mark Milley cho biết là Hoa Kỳ đã thực hiện một số các biện pháp cần thiết để tất cả những tin tức tình báo quan trọng đã được xóa ra khỏi máy bay của chiếc máy bay không người lái này. Mỹ đã tuyên bố với các phóng viên, nói rằng là Bộ Quốc phòng Nga cũng đã liên lạc và cho biết trong một tuyên bố là tướng Shoigu, là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, nói với Bộ trưởng Austin là các hoạt động tình báo gia tăng hiện nay đang tiếp tục gia tăng, và những hoạt động này nhằm chống lại lợi ích của liên bang Nga, và do vì việc là Hoa Kỳ đã không tuân theo vùng bay hạn chế, do đó mà Moscow đã có những cái hành động như thế. Tuy nhiên, tướng Austin thì nói là các chuyến bay của những máy bay không người lái chiến lược của Hoa Kỳ ngoài khơi bờ biển Crimea về bản chất là một loạt máy bay giám sát và không hề có những cái hình thức theo dõi hoặc là khiêu khích. Tuy nhiên, tướng Shoigu thì cho rằng đây là những hoạt động khiêu khích của không quân Hoa Kỳ tạo tiền đề cho sự leo thang tình hình trong khu vực Hắc Hải. Chúng ta cũng chờ xem những tin tức trong những ngày sắp tới, liệu việc này rồi sẽ tiến đến đâu. Kế đến là bản tin về kinh tế Hoa Kỳ, bức tranh kinh tế Hoa Kỳ hỗn hợp trong bối cảnh các ngân hàng khu vực sụp đổ. Trong bối cảnh lo lắng trong lĩnh vực ngân hàng, dữ liệu mới hôm thứ Tư đã làm tăng thêm bức tranh u ám về nền kinh tế Mỹ. Lạm phát chậm lại với tin tốt cho các mặt hàng tạp hóa như là trứng và rau giảm giá, nhưng chi tiêu của người tiêu dùng cũng giảm, khiến cho Quỹ Dự trữ Liên bang phải suy nghĩ rất nhiều khi họ cân nhắc hành động tiếp theo về lãi suất. Ông Mark Hamrick là chuyên gia phân tích kinh tế kỳ cựu từ Bankrate cho biết, câu hỏi được đặt ra là đâu là sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và hệ thống tài chính, và đó vẫn là một dấu hỏi. Sau báo cáo hôm thứ Ba rằng giá hàng tiêu dùng giảm, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết giá buôn sỉ cũng chậm lại trong tháng trước, xuống còn 4.6% so với cùng thời kỳ năm ngoái, từ mức 6% trong tháng Giêng năm nay. Điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất đã bán hàng hóa của họ với giá thấp hơn. Vì vậy, người tiêu dùng có thể nhìn thấy giá thấp hơn tại các cửa hàng trong thời gian gần. Những dữ liệu trên cũng dẫn đến sự sụt giảm. Giá buôn sỉ trứng giảm 36.1%, giá buôn sỉ trái cây và rau củ cũng giảm. Nhưng sau một khởi đầu nóng bỏng của tháng Giêng 2023, mức chi tiêu của người tiêu dùng cũng hạ nhiệt vào tháng 2. Bộ Thương mại cho biết doanh số bán lẻ đã giảm 4% với việc người Mỹ rút lại việc đi ăn tại nhà hàng, mua xà hơi và đồ nội thất. Việc giảm chi tiêu của người tiêu dùng để hạ nhiệt lạm phát là chiến lược cho đợt tăng lãi suất gần đây của Quỹ Dự trữ Liên bang. Nhưng hôm thứ Tư đã chứng kiến áp lực lên lĩnh vực ngân hàng toàn cầu sau khi nỗi lo tại Mỹ dường như lắng dịu vào ngày thứ Ba sau vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley và ngân hàng Signature. Ông Dennis Lockhart là cựu chủ tịch và giám đốc điều hành ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta đã nhận định: "Điều đó cho tôi thấy rằng câu hỏi mang tính hệ thống, nỗi lo mang tính hệ thống vẫn còn tồn tại, và chúng ta phải xem điều này diễn ra như thế nào trong những ngày tới. Điều đó có thể khiến cho Quỹ Dự trữ Liên bang phải thay đổi cách tiếp cận khi họ công bố quyết định tiếp theo về lãi suất vào thứ Tư tuần tới." Trở lại với bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden liên quan đến việc làm giảm chi phí đối với các loại thuốc theo toa dành cho các bệnh nhân tại Hoa Kỳ, Tổng thống đã lên tiếng ca ngợi, đồng thời giới thiệu các chính sách mới là nhằm làm giảm các loại tiền giá thành của các loại thuốc theo toa này. Trong một bài diễn văn mà chúng ta đã nghe trong ngày hôm qua, thì Tổng thống đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, kể cả cái việc vấn đề tiền an sinh xã hội.
Ông nói rằng kể từ khi chúng ta bước chân vào đời và đi làm từ 16 tuổi, khi chúng ta nhận được tấm check đầu tiên, làm nhân viên hay bất cứ một điều gì đó, tôi sẽ quyết tâm để bảo vệ những món tiền mà các bạn đã đóng vào quỹ an sinh xã hội mà sẽ không cắt chúng. Và hãy nhìn xem, hãy để tôi kết thúc điều này. Quý vị biết đó, hãy hoàn thành công việc của chúng ta. Chúng ta cần thiết phải bảo vệ chi phí thuốc theo toa và đưa nó đến một cái mức giá thấp hơn dành cho mọi người. Hãy mở rộng việc chăm sóc sức khỏe để nhiều người hơn được chăm sóc, và hãy tiếp tục xây dựng nền kinh tế từ giữa ra và từ dưới lên, chứ không phải là từ trên xuống. Nhân tiện khi nói về điều này, khi tầng lớp trung lưu hoạt động tốt và tầng dưới hạ tầng cơ sở tiếp tục gia tăng, thì những người giàu vẫn làm rất rất tốt. Và không có ai, tôi cam đoan với quý vị, tôi đã cam kết điều này từ khi tôi đắc cử. Khi tôi đang tranh cử thì không ai kiếm được ít hơn 400.000 đô la sẽ thấy một xu tiền thuế liên bang tăng lên, miễn là tôi còn tiếp tục làm Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng một lần nữa, đây chỉ là mang lại một phần cho sự công bằng. Khi tôi đắc cử, có nghĩa là tôi không biết con số chính xác, lúc đó là khoảng, xin đừng bắt lỗi tôi nếu con số không chính xác, là khoảng 690 tỷ phú ở Hoa Kỳ. Bây giờ thì con số này đã lên đến 1.000. Và quý vị biết đó, thuế liên bang trung bình mà họ phải trả là bao nhiêu? 3%, chỉ có 3%. Về cơ bản thì những người này trả một mức thuế thấp hơn bất kỳ ai trong số quý vị. Và điều này có nghĩa là không công bằng. Và tôi nghĩ quý vị có thể trở thành tỷ phú nếu quý vị có thể kiếm được nó, nhưng chỉ cần trả một cái mức thật sự công bằng đối với những người còn lại. Và nhân tiện thì quý vị cũng biết, mọi người đã nói làm thế nào tôi có thể có những chương trình mới này mà vẫn cắt giảm được khoảng thâm hụt 1.700 tỷ Mỹ Kim trong 2 năm qua. Đó là một cái điều tuyệt vời. Đó là những lời tuyên bố của Tổng thống Joe Biden, và một điều mà chắc chắn rằng là chính quyền của ông sẽ cố gắng làm sao với các nỗ lực để cắt giảm các chi phí thuốc theo toa dành cho người bệnh. Kế đến là bản tin liên quan đến môi trường, cơ quan EPA hoàn thiện quy định môi trường về nhà máy điện. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã hoàn thiện quy tắc cắt giảm khói bụi và ô nhiễm có hại từ các nhà máy sản xuất điện, cái gọi là Good Neighbor Rule hoặc là quy tắc hàng xóm tốt, nhằm hạn chế khói bụi và nitrogen oxide từ các nhà máy điện đốt than và các cơ sở công nghiệp nặng. Cơ quan EPA sẽ yêu cầu 23 tiểu bang Hoa Kỳ hiện không đáp ứng những yêu cầu phải tuân thủ chúng. Những yêu cầu đặt ra các giới hạn về ô nhiễm không khí do sương mù và khí ozone trên mặt đất lan sang các tiểu bang khác. Cơ quan này cho biết hầu hết các nhà máy điện và ngành công nghiệp nặng sẽ cần có dụng cụ thiết bị kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng và vận hành dụng cụ này liên tục trong suốt mùa ozone cao điểm. Mùa ozone cao điểm khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng nó thường xảy ra từ tháng 3 cho đến tháng 11 hàng năm. Cơ quan EPA cho biết quy tắc mới được hoàn thiện sẽ giảm ô nhiễm vào khoảng 70.000 tấn vào năm 2026. Đến năm 2027 thì các mức đó sẽ bằng một nửa so với năm 2021. Ngoài ra, bắt đầu từ mùa ozone năm 2026, EPA sẽ thiết lập những quy tắc phát thải nitrogen oxide có thể thi hành đối với các nguồn phát thải hiện có và mới trong ngành công nghiệp nặng. Quy tắc láng giềng tốt và là quy tắc mới nhất trong một loạt những quy định của EPA nhằm cắt giảm ô nhiễm và chất thải độc hại từ các nhà máy điện đốt than. EPA dự kiến sẽ sớm đưa ra quy tắc được mong đợi của mình nhằm cắt giảm ô nhiễm carbon, tức là khí than, đang làm địa cầu nóng lên từ các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt thiên nhiên. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ Joe Manchin của West Virginia gần đây đã thúc giục cơ quan EPA hãy trì hoãn việc hoàn thiện quy tắc láng giềng tốt, bởi vì ông lo ngại chi phí cao để tuân thủ quy tắc này có thể buộc các nhà máy điện phải ngừng hoạt động sớm. Tiểu bang mà ông Manchin đại diện vẫn lấy điện chủ yếu từ các nhà máy nhiệt điện than. Sau một loạt các vụ báo động liên quan đến những sự suýt xảy ra tai nạn giữa các phi cơ ở trên các phi đạo, thưa quý vị, thì các nhà lãnh đạo hàng không đã có một cuộc họp vào sáng ngày hôm nay khoảng 10 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, thảo luận về các tai nạn này và làm việc để xác định các mô hình và đánh giá các yếu tố có thể gây rủi ro cho ngành hàng không trong tương lai. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ công bố một hội nghị thượng đỉnh về an toàn vào tháng trước như một phần của việc đánh giá lại hệ thống hàng không vũ trụ của quốc gia. Và họ sẽ xem xét các cấu trúc văn hóa hệ thống và tích hợp các nỗ lực để đưa ra những giải pháp an toàn.
chúng ta đang trải qua thời kỳ an toàn nhất trong lịch sử ngành hàng không, nhưng chúng ta không thể xem đây là điều hiển nhiên. Chúng ta cần phải nỗ lực. Quyền quản lý của FAA Billen Nolen cho biết, những sự kiện gần đây nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không được tự mãn và bây giờ chính là lúc phải cần nhìn vào các dữ liệu và phải đặt ra thật nhiều các câu hỏi hóc búa cho vấn đề này. Hội nghị thượng đỉnh này có các nhận xét của quyền quản lý của FAA, ông Billen Nolen, cũng như là của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ, ông Pete Buttigieg, và Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Jennifer Homendy. Sự kiện này cũng sẽ bao gồm một cuộc hội thảo do ông Nolen và cựu Chủ tịch NTSB Robert Sumwalt điều hành, trong khi những người tham gia sẽ bao gồm nhiều quan chức công đoàn cũng như là các nhà vận động hành lang khác nhau trong lĩnh vực hàng không. Quyền Chủ tịch của FAA Nolen sẽ hỏi những người tham gia về những gì mà họ nhìn thấy trong hoạt động của chính họ và yêu cầu những ý tưởng cụ thể về cách tăng cường mạng lưới an toàn của đất nước bằng những hành động cụ thể hơn. Trong một cuộc phỏng vấn thì Bộ trưởng Buttigieg cho biết là ông đã nhận thấy có sự gia tăng trong các cuộc báo động liên quan đến các hoạt động của các phi cơ trên phi đạo, khi mà người ta đã phát hiện và xém nữa một số các máy bay đã va chạm trên đường phi đạo. Bộ trưởng Buttigieg nói là ông rất lo ngại về những tai nạn này nhưng nhấn mạnh đến sự an toàn chung của hệ thống hàng không quốc gia. Ông nói, chúng ta cần phải bảo đảm rằng hệ thống hàng không quốc gia của chúng ta luôn luôn được cải tiến và được chú ý liên tục. Du lịch hàng không đã không trở thành cách an toàn nhất để đi du lịch một mình. Hệ thống giao thông của Mỹ đã phải học hỏi từ nhiều thập niên đã xảy ra những tai nạn như thế. Chúng ta cần phải rút ra một bài học thiết thực. Kế đến là bản tin về danh sách của những thực phẩm bị kể là ô nhiễm nhiều nhất, danh sách năm 2023. Quý vị có thể nên thận trọng hơn một chút trong nhà bếp để bảo đảm rằng thực phẩm của gia đình của mình nằm trong danh sách thực phẩm sạch sẽ. Hướng dẫn về thuốc trừ sâu trong nông sản dành cho người mua sắm năm 2023 đã được công bố hôm nay, ngày thứ Tư 15 tháng 3, và quả strawberry, tức là dâu tây, cũng như rau spinach, là thường gọi là rau bina, sở hữu hai vị trí hàng đầu trong danh sách được gọi là tá hàng bẩn, hoặc là tạm dịch từ chữ dirty dozen. Kale, tức là cải xoăn, đứng ở vị trí thứ ba. Tiếp theo là loại rau xanh khác, đó là mustard green, tức là cải bẹ xanh. Bản báo cáo cũng cho biết gần 90% mẫu quả blueberries, còn gọi là quả việt quất, và đậu que có những phát hiện đáng lo ngại, bao gồm nhiều loại thuốc trừ sâu hơn so với những năm trước đây. Các quan chức y tế cho biết việc tiếp xúc với thực phẩm có chứa thuốc diệt cỏ trừ sâu có khả năng gây hại, đặc biệt là đối với những phụ nữ mang thai và trẻ em. Các nhà nghiên cứu cho biết nếu quý vị không thể mua trái cây và rau quả hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu khi trồng, thì điều quan trọng là phải rửa các loại rau quả củ này đúng cách, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA. Quả bơ đứng đầu danh sách thực phẩm ít bị ô nhiễm nhất, tiếp theo là quả bắp. Những khám phá trong bản báo cáo này được đúc kết từ việc thử nghiệm gần 47.000 mẫu thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Thật ra bây giờ mình ăn rau, thật sự cũng phải lo, phải không? Các loại trái cây mà chúng ta thấy có vẻ như là tươi xanh như thế, mà thật ra nó lại rất là... Thì chỉ cần rửa sạch sẽ thôi, rửa nhiều lần. Phải ngâm muối hay là ngâm giấm, đặc biệt như thế. Rửa sơ sơ với muối, với giấm. Rửa sơ sơ xong rồi rửa lại cái nước chót đó. Thì nó về cái danh sách mà các loại trái cây an toàn thì chúng tôi cũng biết theo cái danh sách mà Thanh Thảo vừa nêu là loại trái cây dở, loại cây không an toàn. Quả bơ với quả bắp là hai cái an toàn nhất. Thứ nhất và thứ hai. Tiếp theo đó là có thơm, trái thơm, trái dứa, rồi hành tây, đu đủ, đậu ngọt, măng tây, honeydew, là những cái loại trái cây an toàn tiếp theo. Bởi vì nó có cái vỏ cứng ở ngoài và nó che kín rất là kín. Hoặc và chúng ta không ăn vỏ. Nó phát triển mạnh cho nên người ta ít có sử dụng cái loại thuốc trừ sâu. Dạ. Vâng, thưa quý vị, công ty Honda vừa đưa ra một thông báo là họ sẽ thu hồi khoảng 450.000 chiếc xe ở tại thị trường Mỹ và Canada vì dây đai an toàn phía trước có thể không chốt đúng cách. Việc thu hồi này bao gồm một số mẫu xe bán chạy nhất của nhà sản xuất xe hơi, bao gồm các cái loại xe CR-V 2017 đến 2020, xe Accord, Honda Accord 2018 và 2019, Honda Odyssey 2018 đến 2020 và Insight 2019. Ngoài ra, kể cả Acura RDX từ các năm 2019 và 2020 cũng nằm trong số các xe hơi được kêu gọi thu hồi. Honda cho biết trong các tài liệu được đăng vào ngày thứ Tư bởi các cơ quan quản lý an toàn của Hoa Kỳ là lớp phủ bề mặt
trên rãnh của cái khóa của trên cái seat belt đó, của trên cái dây đai an toàn có thể bị xuống cấp theo thời gian, và nút nhả của nó có thể co lại so với cái khi mà người ta bấm vào, vì nhiệt độ thấp và nó làm tăng ma sát và nó ngăn chặn cái khóa đóng lại một cách hoàn hảo. Do đó mà những cái này nó có thể bị bật ra không đúng lúc. Và nếu như khóa không chốt thì người lái xe hoặc hành khách có thể không được kiềm chế khi xảy ra va chạm, và nó làm gia tăng cái nguy cơ bị thương cho những người ngồi băng ghế trước, tức là kể cả tài xế và cái ghế của passengers. Honda cho biết là họ chưa hề có nhận được báo cáo về thương tích do vấn đề này gây ra. Tuy nhiên là các đại lý sẽ nhận được những lá thư triệu hồi này của Honda kể từ ngày 17 tháng 4. Tất cả những khách hàng nào đã có những cái loại xe mà chúng tôi vừa kể, Honda Accord 2018-2019, Honda Hybrid 2018-2019, Honda Odyssey 2018-2020, Acura RDX 2019-2020, Honda Insight 2019, thì nên lưu ý và hoặc là điện thoại hỏi ngay các cái đại lý trực tiếp của các loại xe này để biết thêm chi tiết. Vâng, thưa quý vị, và với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin tức buổi tối ngày hôm nay cùng với Thanh Thảo và anh Dũng. Xin cầu chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin hẹn gặp lại trong bản tin này tối mai. Chương trình Việt Fix Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST Dầu Khuynh Diệp. Sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976. Dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của Trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.